chồng em lắm. Tại vì chồng em là mang tiếng là lì nhất trong lớp. Ghét của nào mà trời cho của đó là như vậy? Tụi em chia tay chỉ có một lần à. Mà hai em giới thiệu về mình. Em là Trần Giang, năm nay em 23 tuổi. Và em đang làm thiết kế cho một công ty quảng cáo. Còn em? Em tên là Cẩm Tiên, em là kế toán, năm nay em 23 tuổi. Ồ, toàn là những tên nghệ sĩ quá. Trường Giang và Cẩm Tiên. Bên Hài, bên cải lương đó. Dạ. Em biết hát cải lương không? Dạ biết. Hát một câu được không? Dạ được. Bye. Cái chất giọng này á là giọng hay là giọng đó, giọng cải lương đó. Em hát một câu của bài Lá Chầu Xanh. Cho một tràng pháo tay nữa để Lá Chầu Xanh xuất hiện. À. Thương nhau cao bồ làm đôi mình, một lá chầu xanh thắm nở duyên. Cứ mỗi chiều về tan buổi chờ, em chờ hoài giọng tiếng người thương. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nở, thì một lá chầu xanh cũng nên dở nên trời ơi, tuyệt vời quá. Nhớ nghe nè, hai bạn còn quá trẻ như vậy. Vậy thì lần đầu tiên các bạn gặp nhau lúc đó mấy tuổi? Lần đầu tiên tụi em gặp nhau là năm đó năm lớp 10. Tụi em biết nhau nhưng mà học khác lớp. Em là đội cờ đỏ. Em ghét chồng em lắm. Tại vì chồng em là mang tiếng là lì nhất trong lớp. Nói chung là quậy quá nhất trong lớp đó, nên em ghét lắm. Chọc người này chọc người kia cho nói chuyện, rồi em phải ghi vô sổ. Ấn tượng của em rất là xấu. Rồi em có biết là bạn này hồi đó là bạn ghét em không? Em không biết là có ghét hay không, nhưng mà em bản thân em thì em rất là ghét những cái người như vậy. Thường em bị mời phụ huynh là do những cái người như vậy thôi. Hai nhỏ ghét nhau tới lớp mấy thì hết ghét? Tới lớp 11 á, hai đứa học chung. Lúc đó là trong lớp á thì bầu em là phó trật tự. Rồi người này là ngày nào cũng vô sổ hết. Là hai chị em chung tổ á, là em người này ngồi bạn nhất, em ngồi bạn thứ ba. Mà người này cứ xuống bạn thứ tư ngồi hoài luôn. Giơ cái chân lên để chọc em á. Lúc đó em đang viết bài mà hở ra chọc em là cái cây viết á. Rồi em cứ đâm tới, đâm cái chân á. Ngày nào máu cũng đổ hết. Dạ, cũng không tỏ. Coi như là em thù từ năm lớp 9 đó đúng không? Dạ, qua tới lớp 11 gặp dạ. Lại rồi. Em nghĩ là người ta nói đúng là ghét của nào trời cho của đó là như vậy. Rồi em xuống cái bàn thứ tư là em cố tình mà em chọc. Dạ đúng rồi. Nhỏ này đúng không? Em nói chung là em đi học là em không có sợ cái gì hết, cho nên là sắp em ngồi vậy thôi, còn em ngồi đâu em muốn làm gì là làm. Trời ơi trời ơi trời. Còn cái chuyện nó kéo dài đến bao lâu thì từ ghét chuyển sang yêu đó. Chứ. Đầu năm lớp 12 là... tụi em quen nhau. Đó ai là... chủ động tỏ tình? Chồng em là người tỏ tình. Sao mà không? Nói chung là cảm động. Là lúc đó là tụi em học thêm. Và bữa đó là trời mưa nên thầy đã dặn nghỉ. Nên không có học thêm. Em cũng có tính là chồng em đã biết rồi. Rồi qua bữa sau chồng em nói nghỉ học mà không nói cho chồng em biết. Là để chồng em dầm mưa dầm nắng đứng chờ em. Nên em cảm thấy là tội nghiệp. Giống như có một người nào đó mà đã làm vậy đối với mình đó. Mình thấy tội nghiệp nên em dạ cảm động nên em chấp nhận là quen luôn á. Nhưng mà thật sự khi nào mà quen nhau rồi em mới biết là chồng em nói láo em. Ủa mà sao em biết là ông nói láo? Em hỏi, dạ với lại lúc đó là em có tình cờ là cũng không có hỏi thầy nữa. Nhưng mà sau này khi tụi em ra trường rồi đó, cái nhắc lại kỷ niệm đồ cũ á, cái thầy mới nói là lúc đó là thầy đã dặn hết luôn rồi. Tại vì học thêm là chỉ có 4-5 người à, là thầy đã dặn hết. Có số điện thoại là thầy đã điện hết. Nhưng sau này nói lại với chồng em là chồng em đính. Tại vì chồng em đang nói láo quá. Lúc đó là sao? Dạ, tại vì hai đứa ở hai cái đường khác nhau, đi đến một cái ngã ba, rồi ngã ba nó mới đi thẳng để tới cái chỗ học. Cho nên là em nói là hôm đó cũng là trời mưa, cho nên em nói là em đứng dầm mưa em chờ hoài mà chờ hoài không thấy luôn. Mà thật sự em ở nhà em rất mệt, em ngủ. Em chỉ nghĩ là nói chơi vậy thôi mà thật sự là em đâu có biết là vợ em tin thiệt. Rồi hai đứa yêu nhau được mấy năm ta? Hơn 6 năm. Dạ. Hơn 6 năm. Tại 3 năm phổ thông với lại tụi em học cao đẳng 3 năm nữa. Mối tình của tuổi mới nhến á. Dạ. Chắc là có nhiều chuyện thú vị lắm đúng không? Dạ. Chia tay mấy lần? Tụi em chia tay chỉ có một lần à. À. Mà trong thời gian là 2 tháng. Chia tay là lý do gì? Kể đi. Lúc học cao đẳng là tụi em cùng học ở Vĩnh Long, nhưng mà trường của tụi em là khác, là khoảng cỡ 15 cây số mới tới. Em ít xuống chồng em lắm, là tại vì cuối tuần em mới xuống làm đồ ăn cho chồng em. Xong rồi cái bữa đó là cuối tuần em xuống, tình cờ em lục những cái tập vở của chồng em á. Cái em phát hiện là có tấm thư mà chồng em với cái người trong lớp học cao đẳng á, hai người viết qua lại. Dạ đúng rồi, hai người gù ghí qua lại hẹn hò đồ này nọ. Lúc đó em tức lắm, giống như là máu em muốn nổi lên vậy đó. Nói chung là nổi xung thiên lên rồi, bắt buộc chồng em giải thích. Cái chồng em mới nói đâu có gì đâu à, tại lúc đó là chồng em làm lớp trưởng, đa số là gái trong lớp là phải để ý. Đó. Dạ đúng rồi, ngưỡng mộ. Để hỏi này, lúc mà vợ em lên cơn á, nổi máu điên lên, lúc đó vợ em làm cái gì?
Dạ, nói chung là đập đồ, tập dở rồi xé, làm ghê dữ lắm. Nó đập em không? Dạ không, em chạy, em chạy, em bỏ chạy. Lâu lâu anh chưa dám quay về, nó không đập, mà đập rồi. Có người đứng ở đó rồi canh, rồi nói hết rồi, thôi trở lại, chạy rồi. Cái lần đó là lần nặng nhất hay là còn lần nào đó? Dạ, còn một lần đó là tụi em ra trường xong rồi, lúc đó là tụi em chưa có việc làm. Cha với mẹ của chồng em bây giờ là đang làm ở Bình Dương. Cái chồng em đã cũng có xin với cha với mẹ em là đến chảnh để ở với cha với mẹ chảnh là làm. Lúc đó là chồng em ở phòng trọ số 8. Là có cái người gái để là ở phòng trọ số 1. Chồng em cứ để ý người đó không mà em chẳng biết. Khi mà lên á, nghe những cái người phòng trọ đó nói là lúc lễ chồng mày không có về, chồng mày vô phòng nhỏ đó đóng cửa lại không. Vô trong đó là cái gì hai màu? Không, thật sự thì lúc đó là do gia đình em cũng có một số chuyện mà em nghĩ nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái chuyện của hai đứa em. Thậm chí là không có thể đến cưới hỏi nữa, không có thể đi xa hơn được nữa. Cho nên là nếu mà nói chia tay thì với cái tính cách của vợ em thì chắc chắn là vợ em không có chịu. Cho nên là em mới nghĩ ra là phải làm giống như trong phim vậy, phải làm một cái cảnh mà cho vợ em cảm thấy giống như thật vậy đó. Là em phải quen người gái khác, thậm chí là vô phòng rồi đóng cửa lại làm em làm để cho nhiều người ở trong nhà trọ đó có thể thấy mà gọi là làm nhân chứng đó. Ừ, làm nhân chứng. Dạ, để cho vợ em tin đó, rồi vợ em mới chịu. Lần đó là tụi em chia tay luôn á. 2 tháng xong rồi người này quay về xin lỗi em. Lúc mà em nghe nói ở trong phòng của người con gái đó thì em xử lý làm sao? Là lúc đó là em cũng không có chưa có tin nữa. Nhưng mà chiều bữa đó là em chuẩn bị em đi làm rồi. Cái chồng em ngủ bên phòng kế bên á. Cái em thấy điện thoại chồng em đó có tin nhắn tới. Cái em mới đọc được rằng á là trời mưa rồi anh qua đón em đi. Rồi lúc đó em làm gì? Em đưa điện thoại cho cha với mẹ coi liền. Xong rồi em qua vậy em lôi đầu vậy. Chồng em cũng không trả lời. Lúc đó là trời mưa tầm tã vậy đó. Là chồng em mặc áo mưa chạy xe đi. Chạy mà em cố gắng em chạy xe mà chạy không có kịp. Sao cái em biết công ty của mấy người đó, em chạy qua là thấy chồng em đang dầm mưa trước công ty để chờ người đó. Là em thấy buồn mà tức lắm, đau lắm mà không biết nói làm sao. Tại vì từ đó giờ quen mấy năm mà chồng em chẳng làm như vậy đối với em, chẳng đưa rước em như vậy đâu. Mà giờ đối với người khác mà chồng em làm như vậy rất là buồn. Đồ đau lắm. Dạ, em chạy lại em nói á, anh đối xử với em như vậy anh coi được hả? Hồi đó giờ anh có làm với em như vậy không mà giờ anh làm như vậy. Rồi là em chạy thẳng về nhà. Nhưng mà thật sự em đi như vậy thôi, để đi cho có thôi, chứ thật sự người ta đi người ta cũng có xe riêng rồi. Cho nên là em chỉ đi như vậy để cho nhiều người thấy là có đi như vậy, trời mưa vẫn dầm mưa để đi như vậy thôi. Không có gì hết. Thế nhưng mà rồi nghĩ sao mà 2 tháng sau rồi em lên em xin lỗi? Cái việc của gia đình em á là đã cố gắng để giải quyết xong rồi, nó ổn định rồi, cho nên em mới về là xin lỗi vợ em. Tại vì lúc đó là cảm thấy là không thể sống thiếu nhau. Thì lúc đó chồng em nói với em lý do gì mà lúc đó là em cũng không có muốn tha thứ đâu, nhưng mà em lâu lâu em cũng có điện về hỏi thăm mẹ. Cái em mới hỏi với mẹ là mẹ thấy cái bóp của Giang còn hình con không? Cái mẹ mới nói là nó buồn lắm, hình vẫn còn, lâu lâu á cứ lấy hình ra dơ vậy nè, dơ nhìn qua nhìn lại hoài mà buồn hiu à. Cái mẹ nói là nó nhớ con lắm. Rồi mình suy nghĩ lại giờ mà cũng thương quá trời rồi. Sau lần đó là lấy nhau luôn hả? Dạ, xong rồi tụi em cũng khoảng cỡ năm mấy á, tụi em mới cưới. Rồi về ở với nhau vậy thấy sao? Chưa cưới á, cái gì cũng được hết á. Có gia đình rồi mới biết được rằng là chồng em thấy có cái tánh khác. Lúc mà mới cưới xong em á thì lại thất nghiệp. Rồi chồng em mới nói là em cứ ở nhà ăn không rồi gọi không mà không có làm việc phụ chồng em. Nhưng mà em vẫn đi kiếm rồi nhưng mà nó chưa có phù hợp. Mà chồng không hiểu mà cứ chồng em. Rồi mỗi lần vậy thì sao? Tức lên. Dạ, em phải tức chứ. Dạ tức, tại tánh em nóng lắm, tức lên là hai vợ chồng phải cãi. Cãi dạ, cãi đập đồ thì đâu? Cãi qua không, lại. Đập đồ xong rồi cứ mày tao suốt luôn. Hả? Dạ. Mày tao luôn hả? Với lại cái thời học sinh cũng đã kêu là mày tao quen rồi cho nên là bây giờ không sửa được. Lúc đó cô giận, cô chửi sao đâu rồi vậy? Em không nhớ, em nói chung là đa phần là em sợ lắm. Mỗi lần cái lộn không bao giờ không có chạy nữa, nhưng mà ngồi giống như là úp mặt vô tường để nghe thôi. Dạ. Trong khi đó tức là cái gây lộn là do em bị cái gánh nặng em giữ quá đúng dạ. không? Một mình em đi làm mà phải lo hết. Ví dụ như tiền nhà ăn xài các thứ hoặc là đi chơi không đủ. Với lại thêm một phần nữa là em rất là sĩ diện với gia đình em. Trước khi cưới là em nói với gia đình em là em cưới vợ xong đi làm phải là có dư nữa. Cho nên rất là bực bội, em áp lực không muốn về nhà. Tại cứ về là phải gây đúng không? Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, hiện tại bây giờ thì hiện sao? Hiện tại bây giờ thì tụi em rất là ổn. Bây giờ vợ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Quan tâm em nhiều hơn, là bớt nhằn em đi. Em biết là những lúc em nói sai thì em sẽ cố gắng sửa đổi. Giờ em mong muốn vợ em thay đổi gì? Cái cách nói chuyện với vợ chồng nó phải ngọt ngào, đặc biệt là không được nói mày tao nữa. Hồi nãy khi mới lên đây thì em có hát một cái bài, cái giọng em nó ngọt lắm. Nếu hỏi em tại sao mà thương vợ em đến đi cưới là thật sự một nửa trái tim em là bị chinh phục bởi cái giọng hát. Ồ, đó.
Bây giờ mình đã chinh phục được nửa trái tim bằng cái giọng hát ngọt ngào rồi. Bây giờ mình dùng lời nói ngọt ngào mình lấy nốt phần trái tim còn lại đi cưng. Chết luôn á. Nha. Dạ. Đó thì tụi em chỉ có nhiêu đó thôi. Chị nghĩ rằng là tụi em sẽ tự điều tiết được cái cuộc sống của mình. Rồi dạ, cảm ơn hai đứa. Dạ em cảm ơn chị. Tụi con cưới nhau là được bao lâu rồi? Được 3 năm rồi ạ. 3 năm à? Vâng. Được mấy bé rồi? Dạ, con có một bé 15 tháng ạ. 5 tháng à? 15 tháng ạ. 15. 15 tháng. Dạ, vâng. Ồ. Ừ. Bé trai bé gái vậy con? Bé trai ạ. Như vậy là cưới xong là có em bé luôn? Không, một năm sau. Một năm sau mới có. Năm sau. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Ôi thế ông bà nội đấy có thằng con trai, thế ông bà nội sướng không? Ông bà nội thì cũng trai gái đều được ạ, cũng không, không ý kiến gì ạ. Chứ còn thường là người Bắc á là coi như là đứa cháu trai đầu là thích lắm, mà còn đích tôn nữa. Đích tôn, đích tôn đấy. Đấy thích lắm ấy. Nhưng mà là lúc mà con đám cưới thì là con đã tốt nghiệp. Dạ, xong hết rồi đúng không? Dạ vâng, lúc đấy con đi làm rồi. Con nghĩ là mới đi làm thôi. Vâng. Và công việc của bạn này thì là nhiếp ảnh. Mà công việc nhiếp ảnh thật sự không phải là thu nhập nó quá cao. Vâng, thì không được ổn định ạ. Lúc mà mới cưới thì có gặp những cái khó khăn gì không? Có. Thế hai đứa cưới xong ra riêng hay là vẫn ở chung với ông bà nội, ông bà ngoại? Là riêng bởi vì con làm việc ở Hà Nội ạ. À tức là tụi con ra riêng, như vậy là bao nhiêu thứ phải lo đúng không? Là quý là mình có nhà riêng chưa hay là mình thuê nhà? Dạ, cưới xong thì bọn con vẫn thuê nhà. Thuê nhà. Rồi là hai đứa, mặt đứa nào đứa đó phải làm công việc của mình đúng không? Dạ. Cái thời điểm đó là có nhiều khó khăn không? Cũng có, nhưng mà khó khăn có nhất khởi là nghiệp điểm... gì nữa. Vâng, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm con sinh em bé. Tại vì sinh em bé xong thì không ở gần ông bà nội, cũng không ở gần ông bà ngoại. Mà con thì kiểu như là cũng đang trong đà làm việc ấy ạ. Thì sinh em bé xong thì con vừa làm việc vừa chăm em bé là cũng kiểu bị sức khỏe bị yếu nhiều ấy ạ. Tại vì sinh xong thì khoảng tầm được lúc con đang nằm ở bệnh viện con đã phải làm việc rồi ấy. Bây giờ kiểu như là mắt cũng bị mờ nhiều ấy ạ. Và cũng yếu hay ốm nữa. Ồ. Vậy hả? Vâng. Rồi Long thì sao? Thật sự là đúng là cái quãng thời gian vợ con bầu và sinh em bé thì thực sự là nó là quãng thời gian khá là kinh khủng. Vì mình cũng không ở gần ông bà. Thêm nữa là công việc, thực sự là công việc hai đứa liên quan đến sáng tạo nên nó rất là áp lực về đầu óc. Nó dẫn đến cái việc mà vợ con stress rất là nặng. Đó. Thế có lúc ấy con stress thôi hay là có trầm cảm không? Trầm cảm sau sinh á? Thực ra là đi khám thì nó cũng có ạ. Thường là dễ bị trầm cảm sau sinh lắm, nếu bị áp lực nhiều á, là phụ nữ hay bị lắm. Thế nhưng mà con đã vượt qua cái đó rồi đúng không? Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Cũng chưa đâu ạ. Tới bây giờ trong vẫn quá chưa? Trình điều trị ạ. Vẫn đang trong quá trình điều trị hả? Ồ, tức là bé được 15 tháng là hơn 1 tuổi rồi. Hơn 1 tuổi rồi. Con nhận thức được cái việc là con bị cái trầm cảm sau sinh đó, nó là những cái biểu hiện gì? Và hiện tại là con phải điều trị như thế nào? Con bị mất ngủ khá là nhiều ạ. Tại vì suy nghĩ nhiều và kiểu cơ thể nó mệt mỏi, chán ăn các thứ ạ. Thực ra thì là con cũng có nói chuyện qua mẹ anh. Thì với cả kiểu như là con cũng là cáu gắt và nói chung là vợ chồng con cãi nhau khá là nhiều. Anh ấy cũng thấy con có vấn đề về sức khỏe nên là đưa con đi khám thì là thì bác sĩ cũng có khuyên là con phải giảm tải bớt công việc bằng nghỉ ngơi, dành thời gian nghỉ ngơi và kiểu ăn uống với cả để ý với cả cái giấc ngủ ạ. Tại vì con mất ngủ khá là lâu rồi ạ. Cũng khoảng tầm 3 năm. Cả từ trước khi có em bé cũng đã bị mất ngủ rồi ạ. Thế tức là bây giờ con có gọi là điều trị đặt gọi là đồ vào cái việc mất ngủ không? Có nghĩa là có bây phát giờ đồ phải... điều trị không? Ừ, có. Thực ra phát đồ điều trị của con là chỉ là đang cải thiện lại cái thời gian làm việc và ăn uống với cả bổ sung các cái thực phẩm để cho mình dễ ngủ hơn nhé. Bởi vì xuất phát nhiều là mẹ con bị mất ngủ nhiều. Đúng rồi. Cái stress với lại cái trầm cảm là sao sinh. Những người mà mất ngủ nhiều là rất dễ bị. Vì vâng, con cái giấc ngủ con đủ là ok. Tại vì có mấy ngày liền là con gần như con thức từ tối đến 6 giờ sáng luôn. Kiểu như là nhiều lúc là kiểu bị mệt quá lịm đi chứ không phải là ngủ á. Lịm đi xong lúc sau tỉnh dậy. Tại con biết không ngủ không được, suy nghĩ lung tung lắm.
cứ miên man nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ chuyện này sợ chuyện kia sợ qua chuyện nọ đó, rất là mệt luôn. Mà nhiều khi kiểu mình không dám kể mọi người, bởi vì khi, nhiều khi lại con cũng muốn tâm sự với người này người kia ạ. Nhưng mà khi con kể ra thì mọi người thấy nó bình thường và nghĩ là con hơi làm quá mọi việc lên ý. Nên là con lại tự giấu bảo mình không dám nói ra. Không, ai? Không được, không được. Ai? Người nào phản ứng với không, với tức là đó. Bé nó sợ. Sợ đúng bé không? Bé nó sợ là mọi người sẽ nghĩ là nó làm quá ra, bởi vì tất cả những cái việc đó là tức là nó là một cái chuyện hết sức là bình thường thôi con. Nó mà tại vì nó là bình thường mà con. Cái chuyện mình mất ngủ nè, xong rồi mình ngủ không được, mình ăn không được, rồi mình gặp cái gì mình cũng cảm thấy mình chán, mình không có muốn thiết cái gì trên đời. Đó là chuyện bình thường, nhưng nó là bất thường với một cái sự lặp đi lặp lại liên tục á. Nhất là cái việc mà con không ngủ được. Không ngủ được, nó suy nghĩ đủ thứ trên đời và con không phải ngủ, nói không ngủ được ấy. Con phải nói ra. Ví dụ con nói với đứa bạn thân của mình cũng được, con nói với chồng cũng được, mà con phải lắng nghe. Con phải lắng nghe. Nhưng mà con đã nói với chồng chưa? Và chồng con nói hết tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải với chồng hết rồi đúng không? Thực ra ban đầu thì anh ấy không quan tâm mấy, bởi vì kiểu đàn ông mà, nên là mấy cái này kiểu người ta cũng nghĩ qua qua thôi ạ. Về sau thì thấy sức khỏe với cả cái mối quan hệ của con kiểu đi xuống rất nhiều ấy. Thì anh ấy bắt đầu để tâm hơn và cũng đưa con đi điều trị và giúp đỡ con. Thôi. Tức là phải chú ý cái này nha con. Tại vì thực ra vậy nè, cái trầm cảm sau sinh á thì nhiều người bị lắm, chứ không phải mình vợ con đâu. Nhưng mà thường á, cái phát đồ của nó là khoảng 1 năm là nó sẽ giảm thiểu đi. Và nó tự hết, tại vì cái người phụ nữ họ tự điều chỉnh được. Nếu như có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh, họ tự điều chỉnh được. Nhưng mà vợ con 15 tháng mà vẫn còn như vậy á, là có nghĩa là bắt buộc con phải sát bên vợ con và lắng nghe vợ con nhiều hơn. Đó, nó là như vậy thì mới hết được. Thì nó sẽ hết thôi con ạ, nhưng mà đầu tiên giờ là cải thiện giấc ngủ. Bằng mọi cách là vợ con phải ngủ đủ. Cái ngủ xong khỏe hả, là suy nghĩ tích cực lắm chứ không có tiêu cực nữa. Suy nghĩ tích cực rồi thì sẽ ăn được. Đúng đó, nó vậy đó con. Rồi bây giờ ngủ được không? Thời gian gần đây thì con cũng đỡ rồi ạ. Thôi, nói chung là cố gắng. Phải ngủ được nha. Rồi chồng thì tối có canh con phụ vợ không? Có. Đó cũng là một cách để mà đồng hành với vợ. Thôi sẵn đây là con kể tội chồng con cho cô nghe luôn đi, để bây giờ cô đến, khuyên nó luôn. Mình đến cái phần vui vẻ đi. Đó. Thực ra thì thấy thời gian bây giờ thì gần như là hai vợ chồng khá là hòa hợp, bởi vì hiểu nhau hơn ạ. Thời gian trước thì là anh ấy là có điểm đam mê với game. Mê game. Và khi yêu nhau thì thực ra con dễ tính lắm. Con không hề bắt anh ấy phải làm gì đâu ạ. Không bắt anh ấy làm phải mua này mua kia cho mình, hay là em nhiều khi là các bạn nữ bây giờ ấy thì thường là đòi hỏi người yêu là phải, ý là phải mua cho mình đồ này đồ kia. Nhưng mà con thì không, con thấy cái đấy là không cần thiết. Anh ấy thì cũng nghĩ là con dễ tính, nhưng mà cái vấn đề chơi game anh ấy chơi từ khi yêu con đến khi lấy rồi ạ, và khi có con vẫn chơi, tới bây giờ vẫn còn mê game. Thực ra bây giờ vẫn mê lắm nhưng mà cũng hạn chế á. Tại vì cũng biết nghĩa là vẫn hạn. vẫn còn đó. Và còn gì nữa nè? Thực ra là vô tâm thì con nghĩ là như đàn ông thì ai cũng như vậy ạ. Không phải đâu không phải là đàn ông nào cũng vô tâm đâu. Đó. Nhưng mà đa số thì không con không có bạo biện được cái chuyện đó cho chồng con, không có vô tâm. Rồi. Có thể vô tâm lúc chưa có gia đình thôi, nhưng mà khi mình đã có người yêu rồi, mình lấy người ta rồi, mình lại có con rồi thì mình không thể vô tâm được. Cái đó chữa được nha con. Bệnh vô tâm không phải là nan y nha con nha. Tại vì con biết anh ấy là người khá tốt bụng ấy ạ. Là vấn đề vô tâm chẳng qua là mình lúc nào ở bên cạnh là anh ấy kiểu thành ra để tâm ra cái vui vẻ khác như là chơi game hay là hẹn hò bạn bè các thứ ấy. Thì anh ấy để tâm cái khác thôi, chứ còn đâu thực ra khi mà ở với con thì anh vẫn yêu thương con và con nhờ làm gì thì anh cũng sẽ làm cho ạ. Rồi về nhà thì có bừa bộn không? Thường mấy ông nhiếp ảnh là hay quăng này quăng kia, có không? Có ạ. Và con là người dọn dẹp. Thực ra là ban đầu là con có dọn, nhưng về sau là con bắt phải dọn để cho mà nhớ, nhưng mà cũng không nhớ ạ. Nhưng mà bây giờ có cải thiện không? Đỡ, ví dụ như là 10 thì đỡ được khoảng tầm 4 năm thôi ạ. Tại vì cái tính như vậy rồi không biết thế nào. Cũng rồi đỡ. Bây giờ hai vợ chồng làm chung công việc,
chồng thì nhiếp ảnh, vợ thì là stylist, đúng không? Vâng. Nhiều khi là model luôn. Tại vì làm chung công việc thì có phát sinh cãi vã hay là mâu thuẫn gì không? Có. Style mỗi người có mỗi khác không? Hay là hòa hợp được cái như, style? Đó, em thích cái mẫu này nó phải dày. Không, em phải thích cái mẫu khác. Đó, như vậy là không được. Rồi một hồi là bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu là tranh luận với nhau. Có thực ra là làm việc với nhau thì nó phát sinh ra rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn. Bởi vì vợ con thì lại là một người làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc, trong khi tính con khi làm việc nó bị trái ngược. Và con lúc nào con cũng thích có nhạc rồi chim vui chim. Vẻ rồi tạo mood. Có nhiếp ảnh là vậy. Đó. Nhưng mà khi mà làm việc với vợ con thì vợ con lại là người cần cái sự tập trung cao độ, đắt nhạc. Đó. Có nhạc được nhưng mà phải tập trung và làm nhanh gọn, không được dài lê thê. Rồi sẵn đây kể tật xấu của vợ luôn đi. Thực ra là tật xấu thì đến thời điểm này con cũng không thấy vợ con có gì nhiều ngoài cái tính nóng nảy. Khó tính không? Lúc trước khi cưới thì con có nhận xét vợ con là dễ tính. Nhưng sau khi khỏe cưới bạn thì vợ, người yêu tớ dễ tính lắm. Sau khi cưới thì phải thêm chữ nóng là dễ nóng tính. Dễ nóng tính. Chứ còn không khó tính hả? Khó đúng tính, rồi. Kỹ tính, nóng tính. Có. Vợ con không phải là người khó tính, mà vợ con là người cầu toàn và kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính và nóng tính. Kỹ tính và nóng tính. Có ghen không? Cũng ghen ác. Tại vì chụp hình cho người mẫu nhiều mà, đúng không? Tài xế là một nè, nhiếp ảnh là hai nè, diễn viên điện ảnh là ba nè. Đó là ba cái đối tượng đó là dễ làm cho vợ. Cái từ khi có người yêu mới lợi lấy vợ thì không chụp mắt mẻ bao giờ. Hay sửa áo, sửa này, sửa kia rồi. Nhưng mà có khi nào mà con ghen với cái công việc của ảnh không? Không, với tại vì là thực ra thì con mấy các anh ấy thường làm việc chung. Và anh ấy cũng sửa ảnh và cũng hay cho con xem ảnh gốc của mọi người cũng không được đẹp như ảnh Photoshop ạ. Cho nên không có gì phải ghen đúng không con? Họ cũng giống mình. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Thực ra với con thì những cái điều mà vợ con làm con rất là trân trọng, cảm ơn. Con chỉ muốn vợ con hãy luôn bình tĩnh và lắng nghe, bởi vì mọi điều con hay là người thân làm chỉ mong một điều tốt nhất cho vợ con. Nên là với vợ con là một người nóng tính thì bây giờ chỉ cần lắng nghe một chút. Lắng nghe một chút để biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Còn con sao? Con mong chồng con thay đổi điều gì? Thật ra thì bây giờ anh đang thay đổi rồi ạ, nên con mong anh ấy là vẫn tiếp tục như thế thôi ạ. Dạ, anh thay đổi gì? Anh đã thay đổi gì? Anh bây giờ cũng không vô tâm và dưỡng họ, quan tâm đến con và con trai của con ấy ạ. Vâng. Về chăm sóc gia đình, về nhà, đi làm về thì giúp vợ làm hết việc nhà. Em chỉ việc là làm nghỉ ngơi thôi ạ. Ôi gì đâu. Như vậy có nghĩa là chồng con đang xác định là chồng con phải làm sao để cho con hết hẳn cái stress, cái trầm cảm của con đó. Và từ khi yêu và lấy con thì anh ấy ngày trước anh cũng có chơi bời, cũng thử hết các thứ, nhưng mà từ khi yêu và lấy con thì tự nhiên là con không bao giờ thấy anh ấy hút thuốc, bởi vì con rất sợ cái mùi thuốc ấy ạ. Không bao giờ hút thuốc và cũng dần dần bây giờ cũng không chơi game nữa. Thế thì tốt, thay đổi rất nhiều về con. Thật ra là chúc mừng con. Và có thể nói là con chắc con hết cái vụ trầm cảm sau sinh rồi đó. Nhiều khi con không biết đó. Với lại lên chương trình ngày hôm nay với sau khi con nói được hết ra rồi, với sự chia sẻ của chị Vân cũng như là với những cái hành động của chồng con, thì chú nghĩ là cái việc mà để gọi là con vượt qua cái trầm cảm sau sinh đó chắc có lẽ là nhanh chóng thôi. Họ biết đâu bây giờ là đã hết rồi đó. Thực ra là cũng hết, bởi vì là vẫn con vẫn còn bị suy nghĩ và lúc nào bình thường ấy thì con sẽ nghĩ được là anh ấy rất tốt, nhưng mà khi mà lên cơn ấy, cũng là lên cơn ấy thì là không suy nghĩ được gì nữa. Đúng rồi, tại vì tức là bạn là vẫn vì cái bệnh nó chưa hết cho bạn dễ bị kích động. Đúng rồi. Chứ không phải là bạn nóng tính đâu. Bạn kích động thì đương nhiên bạn không kềm hãm được, là bạn phải bùng phát lên. Đúng rồi. Đó cho nên rằng là bây giờ á, cái việc mà con cải thiện đầu tiên là con phải tìm giấc ngủ.
Con cứ đi tìm giấc ngủ xong đi. Rồi bắt đầu tự động là nó sẽ bớt đi tất cả mọi thứ. Và bây giờ muốn tìm giấc ngủ cho dễ thì tạm thời một thời gian cái công việc của con á, con xả hết ra. Con đừng suy nghĩ gì đến công việc nữa. Thì cứ coi như con cứ đổ thí cho chồng con đi. Anh kiếm tiền, anh lo toan này kia nọ ấy đi. Bắt đầu con xả ra. À, con chỉ nghĩ đến chuyện là giờ chăm con nè, chơi với con nè. À, rồi trang hoàng nhà cửa hoa hòe, nói chung là hoặc thích đi coi phim thì là em đi coi phim, thích đi ăn hàng thì em đi ăn hàng, đại khái như vậy để con tìm lại cái giấc ngủ. Tại con càng suy nghĩ con càng không ngủ được, cái dòng nó ngộ lắm con. Đó nha. Rồi bắt đầu là con cứ tập từ từ từ. Thường á là cô thấy ở trên YouTube á, nó có cái mà cái nhạc á, cái nhạc ngủ á, nhạc nghe vào ngủ liền. Ờ, nhạc nghe ngủ á được lắm á nha. Mới đầu có thể con chưa thử rồi, nhưng mà cái không, con cứ để hoài, con đừng có thấy là một hai lần con thấy không có ăn thua gì không, con cứ để hoài, nhưng con tạo nó tạo thành một cái thói quen là cứ con cứ để con nghe con ngủ lúc nào con không biết. Ừ, bây giờ con đi tìm giấc ngủ trước đi, rồi con hãy tính tới những chuyện kia. Còn bên cạnh là con, là chồng con đã biết cái cách để trị cho con rồi. Thì giờ anh vẫn tiếp tục anh làm cái điều đó. Vâng. Còn riêng con là con phải tìm giấc ngủ cho cô. Còn riêng Long thì chú muốn nhân cái cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son này và nhìn thấy cô vợ mỏng manh yếu ớt của mình đang trong cái giai đoạn này thì đang rất là cần một cái gì đó từ phía Long đó. Và nhân cơ hội này thì chú nghĩ là Long nên có một lời nói hay một cái hành động gì đó để mà nói với vợ mình nhân cái kỷ niệm ngày hôm nay. Đúng rồi. Thật ra thì nhìn nói với vợ nghe, nhìn vào mắt vợ ôi vợ để cho vợ yên luôn. Tâm nè. Ừ. Nắm tay vợ đi. Thật ra thì anh biết tất cả những cái điều em đã hy sinh, em đã làm hay em đã vượt qua để ở bên cạnh anh và con, bằng mọi giá, bằng bất cứ hành động hay sự đánh đổi nào thì anh cũng chỉ mong một điều duy nhất là em vui vẻ và khỏe mạnh. Những thứ khác không quan trọng. Nói cái cho chồng yên tâm đi con. Chúng mình cùng cố gắng nhé. Ôm vợ cái đi. Ấy, trời ơi, tình tứ quá cô. Mà xúc động lắm á. Ừ. Thôi cô cũng chúc cho tụi con sẽ hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình nha. Hai đứa các con đã chọn nhau rồi. Thì các con đã chọn hạnh phúc và chọn yêu thương rồi thì tụi con sẽ bền vững với cái điều tụi con đã chọn nha. Cố gắng ha. Xin cảm ơn hai vợ chồng Long nha.